Mở màn với pha giao tranh trên top, lúc này mình chỉ còn lại 1/3 cái máu, thế nhưng không sao, combo chính xác, Vladimir chỉ còn lại 1 chấm máu, nội tại được kích hoạt, vừa là Tham Lam quay lại đi hút máu, thế nhưng ngay lập tức ăn một quỳ cô lập vỡ đầu. Darius thấy mình chỉ còn lại 1 chấm máu, cúp Tham Lam ngay lập tức cúp ăn thêm một quỳ, cúp tan xa. Sugen tung một pha quỳ tầm gần, cố gắng là vết mạng, thế nhưng sát thương là không đủ vì mò đàm lúc này đã quá đẹp trai. It's daddy time. Chuyển sang combat dưới hàn rồng, lúc này Hecarim có một pha cố dứa này ăn rồng, ngay lập tức bị rơi vào trong lô để tình ái. Hecarim bốc hơi. Rất đáng tiếc là Vlad đã kịp cướp mất con rồng, thế nhưng không sao, Daddy sẽ trừng phạt những kẻ ăn trộm. Một quy cô lập bay ngay 650 máu của Vlad, Vlad cố gắng bỏ chạy, thế nhưng Daddy đã có một pha cực kỳ quyết đoán. Quy cô lập đánh tay sau đó đốt nội tại cực kỳ thấm, Vlad cố gắng lặn xuống hầm máu, thế nhưng sát thương đốt là quá nhiều, quay ra tiếp tục gây sát thương lên Swain. Swain chịu không nổi, bắt buộc phải nằm xuống, chỉ còn lại giờ thì lúc này ăn thêm một quy cô lập, thuốc huyết áp ngay lập tức. Một pha rình rập tốt ở trong bụi, chỉ cần Vlad vừa đi qua ngay lập tức một quy cô lập kéo lại, sát thương là quá khủng khiếp. Quy cô lập thêm một lần nữa, Vlad bốc hơi. Swain thấy bạn mình bốc hơi, cố gắng bỏ chạy, thế nhưng không sao, chạy mãi làm sao được, ngay lập tức rơi vào trong lô đồ tình ái. It's daddy time, không có đường nào để bỏ chạy nữa, Swain bắt buộc phải nằm xuống.